Hello anh em, mới đây tôi chơi High Speed được 3 tuần rồi mấy ông ạ. Nhưng mà vẫn ngu. Chuyện là trong game này có tính năng lặn nhưng mà tới giờ tôi mới biết. Thậm chí ở dưới biển còn cả san hô nữa nè. Tính ra qua đây chơi gia lập thợ lặn cũng vui quá chứ. Chơi gì là mang trái quỷ thì lặn không lâu cho lắm. Sau khi lặn một tí thì có vài người trong server nhận ra tôi và báo cho tôi biết là trái linh hồn đang bán. Như thường lệ thì tôi tính tiền và trở thành con đổ nghèo khỉ. Tuy nhiên là vì tôi sống quá tốt, thế nên không thể nghèo được mấy ông ạ. Những anh em trong server bắt đầu chung tay tặng cho tôi nào là vũ khí, rồi trái quỷ nữa. Online con xíu mà bội thù. À sẵn tiện tôi khoe hai cây vũ trang mới mua, đẹp lắm mấy ông ạ.